Hello mọi người, Ngọc Thủy đây. Trời vẫn còn se se lạnh nên vẫn còn phải mặc áo kín cổ đây. Hiện tại bây giờ ở Las Vegas là 50 mấy độ, nắng rất đẹp. Ai mà chưa tới Las Vegas thì xin cứ tiếp tục bắt đầu những kế hoạch của mình tới Las Vegas nhé. Hiện tại bây giờ là giữa tháng 2, khí hậu rất là đẹp. Ở ngoài có nắng nhưng khí hậu không lạnh lắm và cũng chưa có nóng. Ngọc Thủy đang đứng nơi đây là tại Bellagio. Chắc chắn mọi người sẽ biết là tại sao Ngọc Thủy dắt mọi người tới đây nhé, vì ở đây nó có một vài cảnh đẹp Ngọc Thủy muốn giới thiệu. Và đối diện của Ngọc Thủy là Paris. Mọi người thấy cái tháp Eiffel Tower không? Hello. Du khách thì tấp nập. Đang đứng ngay cái chỗ mà tất cả các du khách đi xuống, đi vô và check out. Rồi bây giờ cho mọi người thấy thêm nha. Đây, Ngọc Thủy đã quay ngược lại cổng của Bellagio. Khi mà mọi người tới sẽ được chào đón, chào đón nồng nhiệt nha. Lúc nào cũng có những chiếc xe taxi sẵn sàng cho mọi người tới. Bên kia là drop off, bên này là pick up. Đó, mọi người đứng ở ngay cái hàng pick up này để mà chuẩn bị được đưa đi đâu đó hoặc là đi về, check out đi về. Đó, taxi là liên tục. Ở đây hệ thống taxi rất là an toàn. Tại Las Vegas này hệ thống taxi rất là an toàn và rất là nhanh gọn. Đằng trước của Bellagio, Ngọc Thủy cho con một chút xíu thôi vì đằng trước cũng rất là đẹp, nhưng mà chắc chắn là ở bên trong sẽ đẹp hơn, cho nên mình sẽ coi sơ qua một chút xíu thôi ha, rồi mình vô trong nha. Đây là cái cổng đằng trước này đó, hai bên người ta sẽ có những cái line chờ taxi, line xuống line lên ha. Rồi ngay đằng trước này chắc có lẽ là phong thủy hay sao đó, thấy có hai con lân này đó. Và cái hotel mà mình cũng giới thiệu đây, Bellagio. Yeah. Chúng ta đi vào trong nhé. Đi vào trong thì họ có hai cái cửa, ba cái cửa xoay. Chúng ta sẽ tiếp quá trình. Dễ thương chưa? Dễ thương chưa? Chó đi vô casino kìa. Ok rồi, mình phải đi nhanh để mà đi qua được cái chỗ khung cửa này nha. Bắt đầu đi vô bên trong là một cái sảnh rất là lớn. Tiếp lễ tân bên này có một số tiệm mà rất là nổi tiếng ha. Một số tiệm nổi tiếng. Bên này cũng có một tiệm nổi tiếng nữa. Chắc họ đang chờ cái gì đó mà họ nói là họ sẽ reopen lại vào fall. Và chính cái chân nhà đẹp không? Chân nhà này là rất là kiệt tác. Ai tới đây cũng trầm trồ. Đây là những một nghệ nhân làm ra những cái cánh sen, những cái cánh hoa mà bằng thủy tinh. Cái này ông ta thổi cái này khi mà nó chưa cứng lại đó, nó mềm đó, người ta phải thổi bằng miệng đấy. Mà mỗi một cánh hoa là mỗi một cái kiểu dáng và nặng, rất là nặng. Bỏ lên trên đây, cái người nghệ nhân này, cái người óc gọi là nghệ thuật này đó, là ở từ bên Âu Châu đó. Hầu như các khách du lịch tới đây là họ đều đứng chụp hình ngay chỗ này. Và trước khi tới chỗ cái vườn hoa mà Ngọc Thủy muốn giới thiệu đó, thì phần mà để ngay cái lobby để chỗ lễ tân này đó, lúc nào họ cũng trang trí giống y hệt như là một cái chủ đề theo một cái vườn hoa. Thì nguyên một cái khung này là họ hay trang trí theo một cái chủ đề này. Thì hiện tại bây giờ mọi người vẫn thấy lồng đèn phải không? Đó là Tết Á Châu, Tết Việt Nam, Tết Trung Hoa. Đằng sau kia có những cành đào. Rất là đông người đang là chuẩn bị check in. Ở đây nổi tiếng là vườn hoa này đây. Mình sẽ đi tới mình coi nha. Mọi người thấy đông khách không? Rất là đông người. Ai mà tới Las Vegas rồi nghĩ là mình tới rồi không nên tới nữa thì sai nha. Tại vì tới Las Vegas họ thay đổi liên tục. Mà nhất là ở Bellagio là họ thay đổi cách trang trí của họ một năm tới ít nhất là 5 lần chính, đi theo chủ đề của từng mùa. Chẳng hạn như mình mới có Tết xong đó,
họ cũng rất là muốn làm những cái gì mà để cho thu hút được các khách du lịch. Ở đây có cái tiệm đồng hồ nổi tiếng này. Và giờ bắt đầu chúng ta sẽ từ từ đi vô trong cái vườn hoa này nhé. Đó, Ngọc Thủy thấy là vẫn còn không khí Tết này, cho dù Tết đã qua rồi. Đối với những người du khách tới đây mà không phải là Á Châu thì chắc là họ sẽ rất là ngạc nhiên và thú vị vì biết thêm những cái văn hóa của Á Châu này. Quý vị thấy đẹp và công phu không? Những chiếc lồng đèn rất là to, rất là đẹp. Đây, đối với người Trung Hoa thì năm nay của họ là năm thỏ, nhưng mà đối với người Việt mình năm nay là năm mèo. Muốn mèo nha, chứ không muốn thỏ. Họ có cây tiền kìa, ai cũng biết là cái cây vàng vàng là cây tiền. Đó. Mình đi coi từ cái cách mà sông nước họ dựng lên nha. Cá chép nè, đối với họ cá chép thì giống như là tượng trưng cho tiền của You have a real one down there too, huh? There we go. Có những con cá thật nữa. Có những con cá koi thật đó. Cá này là thuộc là cá koi. Mở nhạc Trung Hoa nữa. Công phu lắm cho nên là họ chưa có tháo gỡ, cho dù Tết Việt Nam đã qua rồi. Lúc nào ở đây cũng rất là đông các du khách tới để mà ngắm những cái cảnh này, ngắm những cái nghệ thuật này. Rất là nhiều cây cỏ xanh tươi nha, những cây này là cây cỏ tươi hết. Cây cỏ tươi hết. Tượng trưng cho hoa đào này. Đây là ngay đằng sau lưng của một cái bức tượng lớn, họ làm rất là công phu, họ làm có cái cầu này. Đẹp chưa? Ô, và đây là chú thỏ. Chú thỏ là tượng trưng cho Tết của con thỏ này. Năm nay là năm thỏ nhưng không phải nha, năm mèo. Năm nay là năm mèo. Bông thì rất là đẹp. Tại Bellagio, Las Vegas,
Ai chưa tới hãy tới Spring Break. Bắt đầu có Spring Break rồi mọi người ơi. Khí hậu rất là mát mẻ, rất là đẹp tại Las Vegas. Hey, chú thỏ của sau lưng này đẹp chưa? Năm con thỏ, không phải năm con mèo quý mão. Ok, người ta làm thỏ thì mình biết thỏ vậy. Tại nơi đó chắc là họ đang chờ ăn brunch, có nghĩa là vừa breakfast mà vừa lunch đó. Ở xung quanh đây cũng có những cái shop, những cái tiệm bán hàng trưng bày rất là đẹp. Bao nhiêu là hoa mọi người ha, bao nhiêu là hoa. Họ phối hợp màu rất là hài hòa, rất là hài hòa, rất là Á Châu. Những người mà design ra cái này chắc là lương của họ cũng khá cao à. Đây này, họ có những cái tiệm để mà trưng bày này. Hiện tại giờ họ cũng trưng bày một số các cái kỷ vật mà về Tết. Đi coi hoa tiếp nha. Những loại hoa này chắc là có thể là được last rất là long, rất là lâu. Để mình rờ coi nha. Cái chữ này không biết là chữ phúc hay chữ lộc hay chữ thọ, mình cũng không biết luôn, mình không biết tiếng Tàu. Nhưng mà chắc chắn là một trong những cái loại đó. Hoa tươi mọi người ơi, hoa. Đây là hoa tươi nhé, đây là hoa tươi. Tới đây không ở khách sạn này họ cũng tới đây để mà coi hoa, lúc nào cũng có những cái thú vị để mà coi. À, lại cũng có con lân này. Đối với người Trung Hoa thì lân là biểu tượng giàu sang mạnh mẽ. Cái đại sảnh này to chưa. À, cái chỗ này lúc trước là có một cái tháp ngay ở cái chỗ này nè. Tháp nó nhọn với cái bút chì ấy mà họ dời đi rồi. Còn bên đây là hạt, họ làm khung cảnh là nếu mà hạt với đào thì giống như là Nhật Bản hơn ha. Nhật Bản thì người ta hay dùng hạt và đào, mấy con hạt. Mọi người thấy tấp nập không? Rất là vui. Ai cũng phải chụp hình hết. Mà chính mình ở đây cũng vậy, là cũng phải vô coi. Tại vì một năm họ thay đổi những cái khung này tới 5 lần lận. Mỗi một lần rất là công phu như vậy, đẹp như vậy, tại sao không vô coi? Cái này giống như một cái green house, mọi người. Bên trên đó là kiến để cho các cây tươi có thể sống. Ô lại là trúc nữa này. Ô trúc thì trúc thật nha. Cây này trúc thật mọi người ơi. Đó. Lúc nào nó cũng giống như là cái khí hậu của nó thì rất là trung bình, không có lạnh không nóng. Mọi thứ cây tươi ở trong đây họ có thể giữ được rất là lâu. Đẹp không? Mình đi ra ngay đằng sau lưng chỗ này. Cái này tượng trưng cho một cái hình cái cầu này. Rất là muốn đẹp chưa? Đằng sau là một cái cầu với những chú thỏ. Rồi một tí xíu cho mọi người thấy để mà biết được ở đây có những cái gì nên tới coi. Vẫn còn không khí Tết. Năm nay Tết hơi sớm, nhưng mà sớm hay muộn gì thì thời tiết, con người đều vui, đều tươi. Cho nên cứ Tết là vui rồi mọi người ơi. Cứ Tết là một hy vọng mới cho năm mới. Và họ cũng có đốt hương, đốt nhang nè. Rồi. À,
muốn có tiền tới gặp thần tài, tới gặp thần tài để thần tài ban phát tiền cho nha. Chào mọi người nhé. Bye bye. Đây cho coi là một chút xíu ở bên này trước khi mình bay này. Lúc nãy mình chưa có cho mấy bạn coi cái hồ bên này này. Đó. Đó, có cá voi này. Đang có thác nước này. Có đào này. Có hạt này. Có thỏ này. Chú thỏ. Rồi nha, tháng sau mình sẽ cho coi là ở đây họ đổi qua cái không khí của mùa xuân như thế nào nha. Xin chào tạm biệt và chúc cho mọi người có rất là nhiều thần tài tới nhà. Bye bye. Chào mọi người nha. Sẽ gặp lại sau.